Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi sửu tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sửu trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi sửu có nguy cơ phải đương đầu với không ít sự cố và trục trặc. Vận trình tháng xa sút mọi việc diễn ra không được như ý ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và tinh thần của con giáp này. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá, dù bản mệnh muốn yên ổn làm việc cũng khó. Nhưng bản mệnh đừng vì vậy mà quá lo lắng chỉ cần bạn luôn bình tĩnh giữ vững vị trí công việc và kiên trì nỗ lực tiến lên thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi khi bạn không để những tác nhân bên ngoài cuốn đi thì mới có thể đủ sáng suốt để tháo gỡ khó khăn tháng này không có tài tinh chiếu mệnh đường tài lộc của bản mệnh khá ảm đạm người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại bởi sức lực có hạn nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động. Sức khỏe có dấu hiệu xa sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, tuổi sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn tử vi tuổi sửu tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tuổi sửu tháng 10 năm 2021 âm lịch phương diện sự nghiệp nhiều trắc trở, sự cố liên miên khiến người tuổi sửu khá đau đầu trong tháng này. Nguyệt lệnh lâm đất mộ cho thấy vận trình khó bề được như ý, công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, vừa phải chịu những thách thức lớn từ bên ngoài, lại vừa phải giải quyết những áp lực lớn từ bên trong điểm báo tử vi còn cho thấy cạnh tranh ngày càng gay gắt lại có tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, dù bản mệnh muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại, khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng phải những sai sót không đáng có. Lúc này bạn càng cần phải tập trung vào công việc chính của mình, nếu không sẽ rất dễ bị lôi kéo vào những chuyện bao đồng. Quá nhiều vấn đề bổ vây khiến bạn đâm ra tự nghi ngờ bản thân, có những lúc bản mệnh còn trông tranh, không biết mình nên theo đuổi điều gì nhưng nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân trong tình hình này mệnh chủ cần phải thay đổi cách nói chuyện ứng xử của mình sự cố chấp khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may đừng cứ mãi tự than thân trách phận đổ lỗi cho hoàn cảnh suy nghĩ tiêu cực mà không tự nhìn nhận lại bản thân dũng cảm đối mặt việc đó chỉ khiến bạn càng lâm vào trạng thái bế tắc trong công việc Hãy luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì, nỗ lực tiến lên thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Các tinh tả phù và hữu bật luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi sửu đạt được thành công như mong đợi sau khi đã kinh qua những thử thách trước đó. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi sửu âm lịch về phương diện tài lộc. Đường tài lộc của người tuổi sửu khá ảm đạm, không có nhiều biến động trong một tháng không có tài tinh chiếu mệnh. Do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại nên thu nhập của bạn khó được cải thiện như mong muốn. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn nên bạn chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Thời điểm này cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư đặc biệt, sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh là điểm báo có tiểu nhân lừa gạt. Đối phương có thể lợi dụng sự thật thà, lương thiện của bạn để nói lời phỉnh nịnh hòng cướp đoạt tiền của, tài sản của bản mệnh. Do đó, bạn không thể quá cả tin và suy nghĩ đơn giản khi hùn vốn hợp tác làm ăn, nhất là với người mới quen biết. Tháng này dễ thâm hụt ngân sách nên cũng cần cẩn trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Tài lộc trong tháng này của người tuổi sửu nói chung chìm nổi, dễ bị phân tán nên cần hết sức cẩn thận nếu có ý định đầu tư vào một dự án mới nào đó bản mệnh cũng cần giả soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Nếu bạn muốn cải thiện thu nhập của mình, con giáp này cần phải lên kế hoạch chi tiết và hành động quyết liệt. Tử vi tuổi sửu tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, vận trình tình cảm của người tuổi sửu ngày càng rối ren, phức tạp hơn vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi vì nhiều chuyện bất đồng quan điểm khiến cho mọi lý lẽ đều trở nên vô lý đôi bên không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn lẫn nhau lúc này cả hai nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và cùng tìm giải pháp hóa giải sẽ tốt hơn là im lặng hay chiến tranh lạnh nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì người cầm tinh con trâu cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống chịu xuống nước chủ động làm lành sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm thì gia đình mới mong êm ấm Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động. Có lẽ tổn thương trong quá khứ vẫn hàn sâu trong tâm trí khiến bạn khó mở lòng với người khác, dễ nóng nảy, suy nghĩ bế tắc. Nếu duyên vẫn chưa tới, thay vì quá bận tâm đến tình cảm đôi lứa, người tuổi sửu tháng này hãy dành thời gian vun vén nhiều hơn cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi sửu âm lịch về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch, tinh thần áp lực và căng thẳng kéo dài khiến sức khỏe của tuổi Sửu đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ngoài ra trong tháng có thiên cầu hung tinh hoành hành tuổi sửu chú ý đi đứng cẩn thận để phòng tai nạn xe cộ bất ngờ trong thời điểm mùa thu này bản mệnh cũng nên chú ý dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe và tăng khả năng phòng chống bệnh tật bên cạnh đó cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương nên tâm trạng dễ bực tức ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bản mệnh cần giữ tinh thần thoải mái lạc quan để dễ dàng cân bằng âm dương tránh xa bệnh tật cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sửu trong tháng 10 âm lịch năm 2021. 1. Kỳ sửu thuộc mệnh hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, phương diện sự nghiệp nhiều trắc trở, sự cố liên miên. Quý nhân, mão, hợi. Tiểu nhân, tý tuất. Màu sắc may mắn, hồng, trắng. 2. Tân sửu thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, cạnh tranh ngày càng gay gắt lại có tiểu nhân quấy phá quý nhân, dậu, mão. Tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, trắng. 3. Quý sửu thuộc mệnh mộc, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, đề phòng tiểu nhân lừa gạt, cướp đoạt tiền của, tài sản. Quý nhân, tị, hợi. Tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, vàng, đen. 4. Ất sửu thuộc mệnh kim, nam la hầu, nữ kế đô khẩu quyết vận trình tình cảm ngày càng rối ren phức tạp người độc thân chưa có dấu hiệu cải thiện quý nhân thìn ngọ tiểu nhân tị thìn màu sắc may mắn dần dậu năm đinh sửu thuộc mệnh thủy nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết sức khỏe đi xuống do áp lực và căng thẳng kéo dài quý nhân tý tị tiểu nhân tuất ngọ màu sắc may mắn đen trắng các bạn thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Sửu trong tháng 10 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.